Xin chào quý cô bác anh chị. Xin chào các bạn. Lâm đang ở rất gần một cây thuốc rất là quý. Cái thuốc này giúp cho bà con mình trị chứng viêm cầu thận, rồi bị phù thận, hoặc là bà con mình bị phù toàn thân do viêm cầu thận. Nhưng đây cũng là một cây thuốc để giúp cho bà con mình trị chứng suy tim ở giai đoạn 1, giai đoạn 2. Một cây thuốc mà đã được giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi đưa vào điều trị ở bệnh viện quân y 108. Tỷ lệ thành công thì 9 trên 11 người. Một cây thuốc rất tốt đúng không bà con? Vậy thì hôm nay Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn mình quan sát thật là kỹ cái thuốc này ha. Biết đâu đó ở gần nhà bà con mình có cái thuốc này. Cái thuốc này thì sử dụng rất là đơn giản. Lâm sẽ chia sẻ ở phần sau video này. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu quan sát dược liệu thôi. Chúng ta sẽ quan sát từ xa nha bà con. Đây là một dạng cây bụi. Đó. Cây này nó cao tầm khoảng chưa được 2 mét. Đó. Rồi, chúng ta tiến lại gần. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát về cái phần lá của nó. Đây, bà con mình có thể quan sát kỹ cùng Lâm ha. Đối với cái phần lá này thì một số bà con mình rành thì sẽ dễ nhận ra. Nhưng một số bà con mình không biết thì rất là khó nhận ra. Đây là hình ảnh ngọn non của nó. Đó. Ở đây có một điều chú ý là cái ngọn non của nó nè. Bà con mình quan sát ha. Đó, nó có một cái màu đỏ. Rồi. Nhưng Lâm sẽ giúp cho bà con mình dễ nhận biết cái cây bồng bọt này, hay người ta còn gọi là cây chè bọt này, qua hình ảnh trái của nó. Đây, bà con mình có thể quan sát ha. Hình ảnh rất là đặc trưng bà con. Đó, trái của nó. Lâm quay sát lại luôn cho bà con mình dễ nhận biết nè. Đó, trái của nó. Đối với hình ảnh trái của nó thì chắc có lẽ bà con mình dễ nhận biết hơn đúng không? Vậy thì đối với hình ảnh trái của cây bòn bọt hay là cây chè bọt này thì Lâm nghĩ bà con mình đã nhận biết ra một cách dễ dàng hơn khi chúng ta nhận biết từ lá nè, rồi ngọn non của nó. Đó. Hình ảnh trái của nó thì bà con mình xem giúp Lâm nha. Đó. Trái chín thì nó có màu đỏ nha bà con. Đó. Trái rất là nhiều. Rồi. Sẵn đây thì chúng ta nhận biết về cái cụm hoa của nó luôn. Đây. À, nó hơi ngược nắng một tí xíu nhưng bà con mình thông cảm nha. Lâm thì không có thời gian nhiều, cho nên Lâm tranh thủ khi nào rảnh thì Lâm sẽ đi quay video lại cho bà con mình chia sẻ dược liệu, đặc biệt là về hình ảnh thực tế như thế này ở ngoài tự nhiên. Đó. Đó là về hình ảnh cụm hoa của nó. Rồi. Vậy thì đối với cây bòn bọt này thì chúng ta sử dụng như thế nào đúng không? Đây, trái của nó rất là nhiều đây nè bà con. Đó, bà con bắt gặp những hình ảnh như thế này thì bà con biết ngay đây là cây chè bọt rồi đúng không? Đây, trái rất nhiều. Đối với cây chè bọt này thì bà con mình chỉ cần dùng cái phần lá của nó thôi nha. Bà con nhớ cố gắng là chúng ta sẽ thu hoạch những cái lá bánh tẻ như thế này. Đó. Đó, bà con thu hoạch, cứ thu hoạch lá bánh tẻ như thế này. Về bà con mình rửa sạch đi. Rồi bà con mình phơi khô giúp Lâm ha. Đối với những trường hợp mà bị viêm cầu thận nè, rồi bà con mình bị suy tim ha, hoặc là người ta gọi là phù thận, phù toàn thân luôn, nó chứa nước ấy, thì bà con mình dùng lá của cây bòn bọt này khô. Mỗi một ngày chúng ta dùng 30g. Đấy, 30g thì bà con mình sắc với khoảng nửa lít nước nha. Khi nào nó cạn còn từ 100 đến 150ml đó thì bà con mình tiến hành chúng ta tắt bếp, chúng ta sử dụng trong ngày. Bà con mình có thể dùng 2-3 lần gì cũng được. Bà con mình dùng không quá 7 ngày đâu. Thì cái triệu chứng của phù toàn thân nó sẽ giảm ha. Bà con mình dùng tiếp cho Lâm khoảng 7 ngày nữa. Hoặc là chúng ta dùng tổng một liệu trình luôn, đâu đó khoảng 15 ngày ha, thì bệnh của bà con hết.
Cái này là một cây trị bệnh suy tim ở giai đoạn đầu nha bà con. Bà con mình nhớ liều dùng cũng như thế thôi. Đó là cách dùng của cây bồng bọt này. Nếu như bà con mình muốn đẩy nhanh cái quá trình điều trị thì bà con mình kết hợp cho Lâm là cây rau dừa nước đó bà con. Cây rau dừa nước là 30 g. Đó. Rồi bà con mình kết hợp thêm cho Lâm là 30 g cũng ở dạng khô luôn. Đó, cây hải kim sa hay chúng ta gọi là dây bồng bông á, để cho nó thông tiểu. Đó. Nó trị cho bà con mình cái chứng mà viêm cầu thận phù toàn thân. Có nghĩa là toàn thân của bà con mình chứa nước rất là nhiều, đúng không? Đối với những người mà bị phù toàn thân luôn, toàn thân chứa nước luôn, thì bà con mình chú ý ha, để cho bệnh nhân nằm cao cái đầu lên tí xíu. Tại vì sao ạ? Tại vì nếu như mà những người bị viêm thận mà phù toàn thân á, đôi khi là chúng ta không gặp rắc rối đối với cái bệnh này. Bởi vì nếu như bà con mình biết điều trị, đặc biệt hôm nay bà con mình biết được cái cây bồng bọt này hay là cây chà bọt này điều trị thành công. Nhưng nếu như bà con mình không để cho đầu bệnh nhân nằm cao hơn bình thường, thường xuyên xoa bóp cái phần sau lưng ngay chỗ hai lá phổi của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bị tràn dịch phổi. Khi này thì khó điều trị lắm bà con. Đây là một điều mà Lâm chia sẻ cho những người là khán giả của kênh Phan Lâm Vlog biết. Đôi khi chúng ta bị phù toàn thân, nhưng mà thực chất á, chúng ta đã có cách trị khi bà con mình biết được cây bồng bọt hay là cây chà bọt này điều trị thành công. Hãy nhớ một điều, đối với những bệnh nhân mà bị phù toàn thân, có nghĩa là thân chứa nước không, đúng không, thì bà con mình hãy cho bệnh nhân nằm cái đầu cao hơn bình thường, thường xuyên massage ở cái vùng hai lá phổi ở đằng sau lưng, rồi tìm cái này cho bệnh nhân dùng 30 g khô mỗi một ngày. Đó, đơn giản như thế thôi. Có nữa thì chúng ta thêm hải kim sa hay là dây bồng bông 30 g khô, rồi cây dừa nước 30 g khô. Nếu như bệnh này Lâm đã chứng kiến một số trường hợp ha, bà con mình bị viêm cầu thận hoặc là do bị phù thận, có nghĩa là phù toàn thân, bà con mình có hàng tỷ luôn đúng, nhưng mà vẫn không trị khỏi. Đấy là một số trường hợp mà Lâm biết được. Cho nên hôm nay á, Lâm chia sẻ một cái cây thuốc rất là đơn giản. Nếu như bà con mình tìm được cây thuốc này, hãy nhớ nó. Nó trị viêm cầu thận, suy tim ở giai đoạn đầu, có nghĩa là giai đoạn 1, giai đoạn 2, rồi phù thận, cực kỳ hay. Chỉ cần sử dụng 7 ngày thôi là bà con mình đã có kết quả rồi. Một số trường hợp á, chỉ cần sử dụng 3 ngày thôi là cơ thể nó hết phù rồi bà con. Đấy, đấy là những gì mà Phan Lâm Vlog mang lại cho bà con mình. Một điều rất là đơn giản đúng không? Tìm được cây này, hãy nhớ nó ở vị trí nào. Khi những người thân hoặc là bản thân chúng ta bị, thì hãy đi tìm cái loại cây này và chúng ta sử dụng. Chỉ cần sử dụng phần lá thôi. Đây, những cái lá bánh tẻ của nó. Nhớ là về chúng ta sẽ rửa thật sạch nha bà con. Rửa sạch đi, có thể là ngâm vào nước muối loãng. Đây, bà con mình phơi khô nó để dặm. Mỗi một ngày dùng 30 g. Vậy thì chỉ cần chúng ta dùng khoảng 15 ngày là đối với những người bệnh nặng sẽ khỏi. Vậy thì đâu có nhiều đúng không bà con? Không có nhiều. Rồi. Nếu như chúng ta biết thuốc thì điều trị bệnh sẽ dễ dàng hơn, đúng không bà con? Đó là một điều mà tất cả chúng ta ai cũng biết. Nhưng làm sao để chúng ta biết thuốc? Vậy thì một điều đơn giản nhất, bà con hãy đăng ký kênh của Lâm. Bà con sẽ có rất nhiều cây thuốc mà bà con mình có thể đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Hàng ngày bà con hãy dành ra 5-7 phút gì đó, bà con xem video mà Lâm đăng lên kênh YouTube của mình. Bà con mình sẽ có hơn nhiều những cái cách chăm sóc sức khỏe của mình. Lâm nghĩ sẽ rất là ít chi phí. Đến đây thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn mình Lâm kết thúc video nha. Lâm mong rằng những cái video của mình có thể là phần nào đó giúp cho bà con mình bớt khó khăn trong cuộc sống nè. Bởi vì Lâm biết có một số bà con mình khó khăn lắm.
hàng ngày phải đi làm để kiếm tiền lo cơm áo gạo tiền, rồi chuyện gia đình nữa, rất là nhiều khoản chi phí, đặc biệt là vào thời điểm này ai cũng khó khăn hết bà con. Vậy thì thay cho lời kết của video này, Lâm muốn gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô bác anh chị cũng như là các bạn. Lâm mong rằng tất cả quý cô bác anh chị cũng như là các bạn, những người là khán giả của kênh Phan Lâm Vlog và những người chưa phải là khán giả của kênh Phan Lâm Vlog sẽ mãi mãi bình an, hạnh phúc và gặp may mắn trong cuộc sống. Mọi thắc mắc thì xin quý bác anh chị để trong phần bình luận của video này, Lâm sẽ tiếp nhận và phản hồi đến cho bà con mình trong thời gian sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.